có gà, có tàu hũ, có nấm, đặc biệt là có tảo. Mà nhớ nha, cái tảo này sau này các bạn có nấu nhớ là đừng bỏ vào khi đang nóng, bởi vì các dưỡng chất nó sẽ bị mất đi. Để em múc giùm cho. Để em... Tự thử được ăn nó công anh hỏi. Ngon quá con. Anh ăn sỏi luôn hả anh Bảo? Ờ, cái chung là cái chung là ăn thiệt á. Ăn bông nè, còn bông luôn gì? Phe cái nước ngọt, thanh, dễ ăn. Em thấy vừa có gừng vừa có ớt, có vị cay cay chút chút rất là ngon. Đúng rồi. Ờ, vô tới cái cổ, nó vẫn có cái vị the 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 trong cổ. Đúng rồi, đúng rồi, hay quá Quyên ơi. Em là mẫu người phụ nữ của thế giới luôn á. Cái mùi tảo đó làm sao? Khi mà nó còn dưới biển thì nó có cái mùi rất là nồng, rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà... Mùi tanh tanh á. Dạ, ừ. Mùi tanh. Được chế biến rồi thì nó hầu như nó bị mất đi cái mùi của nó. Còn nó ăn lâu quá. Nó hình dạng nó làm sao? Cho siêu thị á là nó sẽ làm thành những cái dạng như bột hoặc là súp hoặc là viên gì nè. Sao Thư? Em thấy á là khi mà mình ngửi á, mình có thể nghe được một chút xíu mùi của tảo. Đúng rồi. Nó cũng sẽ hơi là lạ, nhưng mà khi mình ăn vô á thì ở gia vị á, nó hòa quyện vào, nó không hòa quyện em, nó hòa quyện. Hòa quyện. Anh thích nói hòa quyện. Em thì là một người rất là thích ăn cay. Ừ. Mà những cái món nào không có cay hay là gì đó em ăn không có được. Mấy cái món hồi nãy đâu có cay mà thấy cũng ăn quá trời đó. Chấm nước mắm với cay mà anh. Mì xào giòn, hải sản, trong đó có tảo. Chí ăn rồi. Có ai đâu mà. Cái đó mình lấy đũa gấp được không Hoàng? Cái mì này mình cũng có công dụng là ăn không cũng rất là ngon vì nó giòn. Trời ơi trời, chết luôn á. Khổ quá khổ. Tự xử luôn. Anh thay khăn đi, anh bỏ. Hoàng ăn chưa có xong mà chọt chọt vô quá. Trời ơi bóc luôn trời. Trời ơi, ba thôi mà bóc vô vậy. Ngon. Bất chấp gì luôn hả chị? Giòn. Bất chấp mà. Cái nước ngọt, cái tôm tươi nó hòa quyện lại với nhau. Thôi chỉ ăn tiếp đi mấy bạn ơi, mình cũng không ăn mất cả cuộc đời. Ê, nó rớt ra ngoài kìa, rớt ra ngoài. Mì giòn quá à. Đúng rồi, mì chiên giòn mà. Thơm quá. Cái vị tảo nó thoang thoảng, nó không quá nặng mà nó không mất mùi của tảo á. Đúng rồi. Nó ngon. Chỉ ăn hoài vậy. Tôm tươi lắm anh ạ. Vẫn giữ được mùi của tôm. Nấm thì rất là ngọt, tảo thì thoang thoảng. Đúng rồi. Mọi thứ quyện vào, rất là tuyệt vời. Em là người phụ nữ của thời đại. Thời đại ngày xưa đó. Trời chứ đâu có ai hiện đại mà ăn bắp vậy lắm. Anh cảm giác đó là hả, cái nước sốt của nó vì có thêm tảo vô nó khác biệt so với bình thường mình ăn mì xào giòn á, thì cảm giác nó khác với mì xào giòn rất đúng, là đúng, đúng 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 đúng. Mà cái món này chỉ có Tiên Đường ẩm thực mà thôi. Nó khác làm sao ta, chắc phải ăn thử đúng không anh? Trời đất, trái cây có sốt tảo nữa. Trời ơi sao nó nhảy hoài vậy ta, bực ghê luôn á. Nó không muốn ăn đó, bóc đi được đó. Cái này bóc, bóc, nè, bóc nữa này nha, bóc. Cái này mà bóc là nó tựa lưa đó. Đây em làm giùm cho, để em lấy thôi giùm khỏi, cho. Thôi khỏi đi. Chà 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 chà. Toàn là những loại trái mà tốt cho da không. Trời ơi, bỏ vô nó tan trong miệng luôn á. Cái vị tảo nó thấm vô trái cây á. Ừ, ngon ngon, tuyệt vời luôn á. Khi mà kết hợp với trái cây thì mùi tảo nó sẽ chuyển thành một cái hương vị khác. Đúng rồi. Cái gì vậy? Chan thôi mà. Thôi, chan để cho người ta ăn. Anh làm lộ quá. Anh lộ quá hả? Không có, anh làm lộ quá là làm để thấy chứ. Nó lạ miệng lắm anh. Cảm giác cái đầu lưỡi mình nó... Tề tái đúng không? Thanh tao lắm. Đúng rồi, nãy tôi cũng thấy vậy á. Cái vị trái cây nó ngọt vừa. Rồi cái sốt tảo nó hòa quyện lại với nhau. Hòa quyện. Thấy chưa? Hòa quyện. Chúng ta vừa được thưởng thức nguyên liệu mình đã gọi là tốt nhất cho sức khỏe của loài người thế kỷ 21. Chưa dừng lại đó, chúng ta đến với nguyên liệu tiếp theo. Tăng cân thì không có nghĩa là chúng ta chỉ tăng có mỗi khối mỡ, mà chúng ta cần phải tăng cả khối cơ. Ngoài việc tăng cường cái chế độ dinh dưỡng trong cái bữa ăn hàng ngày, thì những cái người muốn tăng cân thì cần phải tập thể dục. Đậu phộng được xem là một cái thực phẩm rất là giàu năng lượng. Một dĩa đậu phộng rang 100g có năng lượng trung bình là khoảng 500 kcal, thì nó tương đương với một tô hủ tiếu hoặc là một tô phở bình thường. Chắc hẳn là các bạn sẽ khá bất ngờ khi những hạt đậu phộng nhỏ bé lại nắm giữ chìa khóa cải thiện cân nặng cho những thân hình mình hạt xương mai. Không khó để tìm và thưởng thức những hạt đậu phộng này, một món quà tuyệt vời từ lòng đất.
hãy theo dõi đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực ra tay biến hóa thực đơn đặc biệt sau đây. Món ăn đầu tiên sẽ khiến các bạn mãn nhãn với sự kết hợp giữa thịt đùi ếch và đậu phộng mâm. Đùi ếch rút xương rồi ướp với một ít gia vị và hành tỏi băm. Phần thịt bắp đùi được xay nhuyễn, sau đó trộn với thịt heo xay, đậu phộng băm, gia vị. Và một ít bột su để tạo độ giòn cho món ăn. Bọc hỗn hợp thịt xay bên ngoài những chiếc đùi ếch rút xương. Bạn sẽ có viên thịt ếch xinh xắn như thế này đây. Hấp món ăn ít phút. Mở nắp sững là bắt gặp ngay mùi thơm ngày ngất đến nao lòng. Các bạn muốn dùng thử chứ? Khoan khoan, đừng nóng. Lăn viên thịt hấp qua bột chiên giòn và thả vào chảo ngập dầu. Hãy nhìn những viên thịt này đi và tưởng tượng âm thanh giòn rụm vang lên khi cắn một miếng xem nào. Giờ phút chúng ta đều mong chờ đã đến. Một món ăn chất lượng với thịt ếch dai dai, đậu phộng giòn giòn chắc chắn sẽ giúp các bạn nhanh chóng tăng cân đấy nhé. Nhắc đến đậu phộng sẽ không thể bỏ qua bơ đậu phộng ngon thần thánh. Và món sò huyết sốt bơ đậu phộng cay đặc biệt của chương trình chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng. Xào sơ sò huyết với bơ và hành tỏi băm và một ít rượu trắng để giảm bớt mùi tanh. Wow, rượu vào làm cho món ăn dậy mùi thơm ngay lập tức. Tách vỏ ngay một con sò xem nào. Chết mất thôi. Sau đó phi thơm hành tỏi với tương cay, hỗn hợp nước sò huyết, bơ đậu phộng, nước cốt dừa. Cho phần sò huyết đã xào sơ vào để sò thấm phần nước sốt thơm béo. Rắc thêm một ít rau răm để mùi vị của món ăn trở nên hoàn hảo. Bây giờ thì thưởng thức bằng mắt trước nhé. Một màu vàng sóng sánh đẹp mắt của sốt bơ đậu phộng, đơn giản mà lạ miệng. Hãy tự thực hiện và cho chương trình biết món ăn của bạn ngon như thế nào nhé. Bữa tiệc BBQ từ nay sẽ hấp dẫn và bổ dưỡng hơn với món ăn thượng hạng từ nhà bếp Thiên Đường Ẩm Thực, bò nướng sốt bơ đậu phộng. Điều quyết định hương vị thơm ngon của món nướng đó chính là hỗn hợp ướp thịt. Bí quyết ở đây là một ít bột hạt ngò và bột hạt thì la. Tất nhiên không thể thiếu bơ đậu phộng. Xay nhuyễn là hoàn tất. Ướp thịt cho thật thấm và xiên bò thành từng cây thịt như thế này. Bắp cắt khúc, ướp với một ít dầu ăn và muối tôm. Vậy là mọi nguyên liệu đã sẵn sàng, lên lò và bắt đầu nướng thôi. Cứ thế lần lượt một thanh bắp, rồi một sâu thịt bò. Ôi mùi vị thịt nướng đang ngập tràn trong gian bếp.